Bảy thái độ của người biết sống. Tác giả: Như Nhiên, Thích Tánh Tuệ. Nguồn: phatgiao.org.vn. Xin kính mời các bạn cùng tham khảo. Cái tâm của một người là cái rất quan trọng, vì nó sẽ nói lên tất cả về cách sống của họ đối với bạn và mọi người chung quanh. Một, suy nghĩ sẽ định hình con người bạn. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình. 2. Biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng biết. Tự chinh phục tâm chính mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó chúng ta cần phải tập thiền định để hiểu về chính bản thân mình, biết được bản thân thích gì, làm gì để thỏa mãn nó, chính là cách để bạn sống vui hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện, vì có người đã mất cả đời người chỉ để làm điều này thôi đấy. 3. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ. Còn đố kỵ thì tâm của bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản rồi, lấy cái tốt của người khác để làm gương sẽ khiến bạn dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phận. Đố kỵ chỉ làm cho lòng người thêm nhơ bẩn. Thậm chí vì đố kỵ, con người có thể biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới. 4. Sự thanh tịnh nằm ở trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Bạn luôn muốn kiếm tìm sự thanh tịnh ở bên ngoài, trong khi bạn không phát hiện rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được, mà chỉ cần lấy ra từ trong tâm. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. 5. Tức giận chỉ là một cục than hồng, có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn tức giận. Người ta thường nói, giận quá mất khôn. 6. Nhân từ với tất thảy mọi người. Luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó, đồng lòng trắc ẩn với mọi người. Kẻ giàu cũng như người nghèo, ai cũng có nỗi khổ. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với họ, vì mỗi người có một nỗi thống khổ riêng, chỉ có họ mới thấu. Bởi vì bạn luôn nhìn người bằng con mắt nhân từ, nên đời bạn sẽ luôn đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can được thanh lọc bởi những hành động mà bạn dành cho người khác. 7. Tùy duyên. Bài học sâu sắc mà chúng tôi đã học được chính là để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó
đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi, nhưng có lúc bạn cũng phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương muộn phiền, sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể chấp nhận cuộc sống dễ dàng hơn. Bàn tay ta vun đúc, thành bại thuộc vào duyên, vinh nhục ai cũng gặp, có chi phải ưu phiền. Kính thưa các bạn, để khép lại clip này, xin kính mời các bạn nghe bài thơ thiền đăng trên trang Thơ Thiền Góp Nhặt. Người vừa đến cũng vừa đi rất vội, bỏ lại nơi này một thoáng bâng khuâng. Khoảng cách xa nhưng cũng lại rất gần, mà bước mãi chân trần không tới được. Nếu có gặp cũng xin đừng hẹn trước, bởi hôm nay ai biết được ngày mai. Sợ mùa thu cây lá sẽ thay màu, vô thường đến tâm con người cũng đổi. Không hẹn trước nhưng xin người cứ đợi, dẫu ngàn năm hay suốt cả luân hồi. Chọn một đời dù chỉ sát na thôi, vì tất cả cảnh trần là mộng huyễn. Tôi không hẹn nhưng rồi tôi sẽ đến bên kia bờ của bến đỗ không mê. Ai ra đi mà lại chẳng quay về, lòng sẽ tưởng gặp người nơi xứ Phật. Kính thưa các bạn, chúng con xin chân thành cảm tạ các quý bạn trang, quý tác giả đã giúp chúng con hoàn thiện clip này. Xin cảm ơn các bạn lại hạ cố ghé xem. Thân ái, kính chào các bạn.